Tiếp tục là những drama và thông tin nóng hổi xoay quanh tựa game Liên Minh mà bạn không thể bỏ qua. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với update Liên Minh Huyền Thoại. Smartphone từ 2016 vẫn chiến mượt tốc chiến. Huấn luyện viên Talent Esports chửi Team Flash. Không có MSI, Riot vẫn giới thiệu skin Nautilus chinh phục. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, giải đấu thường niên của Liên Minh là MSI năm nay đã bị hủy bỏ bởi Riot Games và thay thế bằng giải đấu online Mid-Season Streamathon 2020. Nhiều đội tuyển như Team Flash sẽ thấy khá đáng tiếc khi mất cơ hội tham dự một giải đấu quốc tế lớn như MSI. Và để đền bù phần nào cho sự việc không may đấy, Riot mới đây đã giới thiệu trang phục Nautilus chinh phục, dòng trang phục quen thuộc của MSI hàng năm. Hình nền của Nautilus chinh phục được chia sẻ trong giải đấu Mid-Season Streamathon 2020. Còn cụ thể về phần đền bù, Riot cho biết một phần doanh thu của trang phục Nautilus chinh phục sẽ được lấy làm tiền thưởng cho tất cả các đội tuyển có đủ điều kiện tham dự giải đấu năm nay. Trong những đội tuyển đấy có đại diện VCS là Team Flash cùng nhiều đội tuyển quốc tế như T1, G2 Esports, JD Gaming, Cloud9. Vậy là các đội tuyển này rất may mắn vì không phải thi đấu mà vẫn có tiền thưởng. Riot cũng chia sẻ trang phục đẹp mắt này sẽ mở bán vào tháng 7. Vậy nên Riot khuyên các bạn nên tiết kiệm sẵn để ủng hộ nhiệt tình cho các đội tuyển có vé tới MSI 2020 bằng cách mua thật nhiều skin Nautilus chinh phục. Ngoài rất nhiều lời khen và mong chờ, thì cũng có một số người thấy hơi tội nghiệp cho những tướng không phải ở đường dưới. Vì dòng skin chinh phục đã có Varus, Kama, Alistar và giờ là Nautilus, có tới 3 hỗ trợ, 1 xạ thủ. Vậy nên nhiều người chơi cho rằng số lượng trang phục chinh phục bán được có thể tăng lên rất nhiều nếu có một pháp sư hay là đấu sĩ đường giữa sở hữu chúng. Smartphone từ 2016 cũng có thể trải nghiệm tốc chiến mượt mà. Vào ngày 6 tháng 6 tới đây, Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến sẽ tiến hành alpha test giới hạn tại hai quốc gia là Philippines và Brazil. Đây là đợt thử nghiệm kéo dài hơn 2 tuần và chỉ một lượng nhỏ người chơi được Riot lựa chọn để tham gia vào lần test này. Cụ thể vào 18 giờ theo giờ Philippines ngày 6 tháng 6, tốc chiến sẽ chính thức được phát hành dưới dạng alpha test. Cũng theo đội ngũ phát triển, sẽ có 36 tướng có mặt trong phiên bản alpha test. Trong clip này thì đội ngũ phát triển tốc chiến cũng đã cho người chơi thấy sơ qua về chất lượng đồ họa, danh sách tướng, lối chơi của phiên bản alpha test. Điều thú vị là clip 15 phút ngắn ngủi đem đến cái nhìn sơ lược về lối chơi đã được quay trực tiếp từ một thiết bị smartphone từ năm 2016. Đây là một thông tin tương đối vui mừng với game thủ, vì như vậy thì cơ hội để người chơi trải nghiệm tốc chiến trên các thiết bị smartphone cũ sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây chỉ là khi mà tốc chiến chính thức được tung ra phiên bản dành cho tất cả người chơi, còn với Alpha Test thì không phải người chơi nào cũng có cơ hội trải nghiệm. Chưa nói đến việc game thủ có được một suất thử nghiệm lần này hay không, chỉ riêng yêu cầu cấu hình của tốc chiến cũng đủ khiến rất nhiều người chơi rơi rụng rồi. Cụ thể thì chỉ game thủ nào dùng hệ điều hành Android, chip xử lý 64-bit mới đủ điều kiện test tốc chiến. Tức là cả game thủ iOS lẫn một bộ phận người chơi dùng nền tảng Android 32-bit thì cũng không đủ điều kiện tham gia lần này. Theo thông báo từ phía Riot thì với phiên bản chính thức, nhà phát hành sẽ cố gắng hết sức để tất cả game thủ, kể cả người dùng Android 32-bit cũng có thể trải nghiệm mượt mà. Đến cả Rookie cũng cảm thấy mệt mỏi với The Shy. IG đang lục đục nội bộ. Sau chuỗi kết quả đáng thất vọng tại giải đấu giao hữu Mid-Season Cup 2020, các thành viên của Invictus Gaming hầu hết đều lựa chọn việc tạm ẩn vài ngày để nghỉ ngơi. Rookie là cái tên đầu tiên xuất hiện trước cộng đồng fan hâm mộ khi phát sóng stream trở lại trong vài ngày qua. Ở buổi stream mới nhất, Rookie lại tiếp tục nhận được những câu hỏi về The Shy, mà nội dung chủ yếu vẫn là việc anh đánh giá thế nào về màn trình diễn Lucian của The Shy? Trả lời câu hỏi này, đội trưởng Invictus Gaming chỉ lên tiếng thừa nhận việc chọn Lucian đường trên không phải là một phương án tốt. Trong phiên bản này, Lucian đường trên thực sự rất khó chơi,
Nếu người đi rừng không chăm chút cho đường trên, Lucian sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến rất nhiều. Rookie cũng lấy ví dụ về trường hợp của 369, tuyển thủ duy nhất có thể giành chiến thắng với Lucian đường trên ở Mid-Season Cup, và cho rằng sự khác biệt giữa Lucian của The Shy và Lucian của 369 nằm ở chỗ Top Esports đã có một thế trận áp đảo hơn, nên Lucian không còn là điểm yếu của họ nữa. Chỉ có vậy thôi. Một số khán giả đã nhắn nhủ trên kênh Donate với Rookie, mong là anh hãy cố gắng động viên và chăm sóc The Shy. Nhưng biểu hiện của đội trưởng IG lại khiến fan không khỏi lo lắng khi anh thở dài bất lực và trả lời: tôi còn có thể làm gì nữa đây? Và ngay lập tức các fan đã khẳng định Rookie đang dần đánh mất kiên nhẫn với The Shy. Giữa hai ngôi sao này có vẻ như đang hình thành những khoảng cách vô hình, khi The Shy vẫn muốn lựa chọn những tướng theo ý mình nhưng lại không thể hiện tốt, trong khi bản thân Rookie thì vẫn đang là người còng lưng phải gồng gánh IG từ trận này qua trận khác. Huấn luyện viên trưởng Talent Esports liên tục lăng mạ Team Flash, chửi là đồ hèn nhát. Có thể nói cộng đồng liên minh chuyên nghiệp trên thế giới có rất nhiều cách để làm tăng sự kịch tính trong mỗi giải đấu. Một trong số đấy là những màn cà khịa lẫn nhau trước trận như cách mà dạp siếc G2 thường làm. Nhưng như một cách thể hiện sự tôn trọng đối thủ của mình, các đội tuyển thường chỉ cà khịa nhau trước trận mà thôi. Còn sau trận thì họ sẽ không bao giờ buông lời thiếu tôn trọng tới đội tuyển vừa thua cuộc. Zero, khi đối đầu với tôi sẽ thành Zero. Trứng rán cần mở, bắp cần bơ, muốn thắng được tớ, cậu nằm mơ. Tới cả Double Leaf cũng từng nói: tôi thường trash talk trước trận để tăng phần kịch tính, nhưng có vài kẻ lại đợi tới khi thắng và buông lời thiếu tôn trọng với người thua. Nó không ngầu đâu. Đó có chẳng phải là trash talk, đó là cách lũ khốn thể hiện mà thôi. Vậy mà trong giải đấu gần nhất của Riot Games là Mid-Season Showdown 2020 VCS x PCS thì huấn luyện viên trưởng của Talent Esports đã có hành vi rất thiếu tinh thần thể thao đối với đại diện VCS là Team Flash. Chi tiết về việc này, sau khi Team Flash thất bại tại chung kết trước Talent Esports với tỷ số 1-3, đại diện VCS đã đăng ảnh chúc mừng chiến thắng của đối thủ với nội dung: good game, well played Talent Esports. Họ là đội tuyển mạnh hơn trong hôm nay. Mấy ván đấu vừa xong cũng rất thú vị và chúng tôi cũng rất vui khi được thi đấu với đội tuyển ở khu vực khác. Team Flash rất vui mừng khi được đại diện VCS tại Mid-Season Showdown. Ngay sau đấy vài giờ, huấn luyện viên trưởng Talent Esports là Seo Big Fafa Min-suk đã ghé thăm bài post này và để lại bình luận với nội dung tương đối khiếm nhã. Đúng rồi, chúng tôi không phải nhà vô địch. Nhân tiện nói luôn, các bạn cũng không may mắn tất cả mọi ngày phải không? Đồ hèn nhát. Không dừng lại ở đấy, Big Fafa tiếp tục về trang cá nhân của mình, đăng status với nội dung: chúng ta không phải nhà vô địch, vậy các bạn thì sao? Hôm nay gặp vận đen à? Có thể nói tất cả sự giận dữ của huấn luyện viên Big Fafa đều bắt nguồn từ bức ảnh cà khịa của Team Flash trước giải đấu. Vậy chúng ta đều biết Talent là một đội, không phải là một tướng, phải không? Thực tế thì đây chỉ là một câu nói đùa vui ám chỉ việc PCS xuất hiện quá nhiều đội tuyển mới với những cái tên lạ lẫm chưa bao giờ nghe tới. Có thể huấn luyện viên trưởng của Talent đã hiểu nhầm nghĩa của câu cà khịa khi Champion vừa có nghĩa là tướng trong liên minh, vừa có nghĩa là nhà vô địch. Team Flash chỉ định đùa vui với tên gọi của đối phương, nhưng huấn luyện viên kia lại hiểu lầm họ đang bị đánh giá thấp, không thể trở thành nhà vô địch của giải đấu này được. Dù vậy thì việc đáp trả bằng một cách thiếu chuyên nghiệp và có phần trẻ trâu thế này cũng không phải là hành vi của một vị huấn luyện viên eSports nên có. Khi môi trường eSports đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hóa theo thời gian, bạn có thể chat talk vui vẻ với nhau thì được, nhưng nhục mạ nhau thế này thì không nên. Slider đang đánh nhà chung với lại Ballet và Stark. Cái trụ của bây giờ chính thứ hai của Talon đã bị phá hủy và tỷ số được cân bằng 1-1 cho Team Flash. Riot bị game thủ ném đá vì cho phép hoàn 100% tiền khi bán tướng bất kỳ cấp độ. Trong đấu trường chân lý từ mùa 1 đến giờ thì bạn sẽ luôn bị lỗ tiền khi bán tướng 2 sao từ cấp độ 2 vàng trở lên. Tuy nhiên ở cập nhật giữa mùa sắp tới thì Riot đã thông báo họ sẽ bỏ đi việc lỗ tiền này và người chơi sẽ nhận được 100% tiền khi bán tướng bất kể cấp độ hay giá tiền. Những tưởng điều này sẽ giúp trò chơi trở nên dễ tiếp cận hơn, nhưng nó lại bị game thủ phản đối rất nhiều bởi việc xoay bài trở nên quá dễ dàng
và chuyện đưa ra quyết định trở nên không còn quan trọng nữa. Trong khi đó, đấy lại là thứ tạo nên khác biệt trong trình độ game thủ. Vì thế mà chỉ vài ngày sau khi áp dụng phiên bản 10.12 trên BBE, Riot đã phải thông báo về việc mang trở lại cơ chế lỗ tiền khi bán tướng. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ bị lỗ một tiền mà thôi, và nó càng khiến cho người ta không hài lòng vì động thái làm cho có như này của Riot. Brian Mockdog, trưởng thiết kế đấu trường chân lý cho biết, với update ngày mai của máy chủ BBE, chúng tôi sẽ rút lại luật bán cờ hiện nay và thay đổi một chút. Tướng một vàng và một sao vẫn không bị phạt tiền khi bán tướng, nhưng mọi thứ khác đều bị phạt một vàng khi bán. Ví dụ, tướng 2 sao, 4 vàng chỉ bán được 11 tiền thay vì 12. Game thủ tỏ ra thất vọng vì update có mà như không này của Riot. Tôi không nghĩ một vàng là đủ cho các trận đấu xếp hạng, đặc biệt là rank cao. Nó sẽ khiến cho một người chơi có thể dùng 3 đội hình khác nhau ở đầu, giữa và cuối trận. Thậm chí nó khiến cho việc lên cấp 3 sao của tướng đắt tiền dễ hơn nữa. Cách tính tiền phạt khi bán tướng cấp độ cao của đấu trường chân lý được bê nguyên từ Dota Auto Chess. Nó thậm chí còn được áp dụng vào nhiều tựa game khác cùng thể loại. Điều này cho thấy nó là hệ thống cân bằng và thích hợp nhất với dạng game Auto Battle. Với đấu trường chân lý thì nó đã được áp dụng từ mùa 1 rồi và chẳng ai có ý kiến gì cả. Riot xác nhận sẽ xóa bỏ chuỗi thăng hạng ác mộng khỏi liên minh. Chuỗi thăng hạng đang càng ngày càng trở thành một trải nghiệm tệ hại với game thủ. Nếu bạn gặp troll game ở những trận bình thường thì có thể tặc lưỡi cho qua và cố gắng ở những game sau. Tuy nhiên thì bạn chỉ có 3 cơ hội ở chuỗi thăng hạng mà thôi. Mất một trận với cùng lý do trên sẽ khiến cho người ta ức chế gấp nhiều lần. Vì thế mà kể từ giai đoạn tiền mùa giải 2020, rất nhiều game thủ đã phản hồi với Riot là họ nên loại bỏ chuỗi thăng hạng, ít nhất là giữa các bậc. Riot dường như đã tiếp thu những phản hồi này và sau một thời gian dài thì họ cũng đưa ra quyết định loại bỏ chuỗi thăng hạng giữa các bậc. Riot Marketer chia sẻ, như chúng ta đã từng bàn luận với nhau trước đây, chúng tôi cũng có kế hoạch nâng cấp hệ thống xếp hạng cho tiền mùa giải 2021. Với chuỗi thăng hạng, mục tiêu nâng cấp sự thỏa mãn của game thủ và cách thể hiện kỹ năng trong hệ thống, chúng tôi sẽ loại bỏ chuỗi thăng hạng giữa các bậc xếp hạng để giảm thiểu sự thất vọng đang ngày một gia tăng khi bạn biết là mình đã chơi tốt trong một khoảng thời gian dài. Điều này có nghĩa chúng tôi cần xem xét lại hệ thống bảo vệ giáng cấp ở các bậc xếp hạng, tất cả để đảm bảo game thủ ở đúng bậc xếp hạng của mình mà không có sai sót gì. Với việc thông báo loại bỏ chuỗi thăng hạng giữa các bậc xếp hạng, Riot sẽ giảm thiểu đi những series BO3 vô nghĩa mà khiến cho những game thủ có trình độ thực sự có thể leo rank tốt hơn hẳn. Đương nhiên là chuỗi BO5 để lên đoàn thì Riot không nhắc tới, có nghĩa là nó vẫn còn, nhưng ít ra thì nó còn chấp nhận được, chứ các chuỗi BO3 hiện tại thì quá là vô nghĩa. Dù thông tin này rất vui, nhưng nó cũng mang tới thách thức rất lớn cho Riot khi họ buộc phải thay đổi hệ thống tính điểm xếp hạng của Liên minh. Vì thế mới có chuyện chúng ta phải đợi tới tiền mùa giải 2021, tức là sau chung kết thế giới, để những thay đổi trên được áp dụng. Vậy bạn nghĩ sao về những thay đổi này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!